Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn Tâm sự Crypto. Và không biết cuối tuần của các bạn như thế nào ạ? Riêng đối với bản thân mình ấy thì một cuối tuần hết sức là bận rộn. Đối với mình ở thời điểm này ấy, cái thời gian mà bắt đầu khởi sự hay khởi nghiệp một cái vấn đề gì đó ấy, thì thực sự là không có cuối tuần mọi người ạ. Thì cuối tuần thì mình vẫn đang xây dựng cho mình một cái business thứ hai. Như các bạn đã biết khi mà theo dõi kênh lâu rồi ấy, thì mình vẫn đang xây dựng cho mình một cái công việc làm affiliate đấy. Thế thì hôm nay ngẫu hứng thôi, không làm một theo một cái mô típ bài học hay là muốn chia sẻ một cách ngẫu hứng thôi, không cần phải có cái kịch bản gì rõ ràng nữa. Mình chỉ gạch ra vài cái ý muốn chia sẻ hay là tâm sự với mọi người thôi. Thế thì cái nội dung của cái bài chia sẻ của mình ngày hôm nay ấy, nó tập trung vào việc là tại sao anh em làm affiliate lại sử dụng phần mềm kéo phễu để tuyển referral. Nếu mà các bạn đã theo dõi mình đã lâu ấy thì thời gian vừa rồi thì mình chia sẻ với các bạn khá là nhiều các cái tư duy, đúng không ạ? Thứ nhất là tư duy, và thứ hai là đã demo một vài cái kênh free traffic và paid traffic nữa. Đó, thì cái nội dung gần nhất ấy thì mình có nói rằng là các bạn hãy đừng ngừng tuyển referral theo cách cũ đi, mà hãy sử dụng hệ thống phễu. Thế thì hôm nay mình muốn tâm sự thêm sâu hơn một chút về cái hệ thống phễu này với các bạn, và cái ưu điểm nhược điểm của nó như thế nào. Và mình đã quan sát, mình thấy được một số anh em trong thị trường affiliate này đã sử dụng cái phần mềm kéo phễu này để tuyển referral như thế nào và nó hiệu quả làm sao đấy. Thế thì mình cũng liệt kê ra các cái ý mà mình nói thôi, chứ nó cũng không có theo một cái kịch bản gì cả. Thế thì mong muốn của anh em chúng ta khi mà bước chân vào một thị trường nào đó, đúng không ạ? Bất kỳ thị trường nào, kể cả affiliate nói riêng ấy, thì đều mong muốn là chúng ta đều phải là kiếm được thêm thu nhập, đúng không nào? Và để mà kiếm được thêm thu nhập ấy thì bước đầu tiên thì mọi người không nên là trực tiếp là bắt đầu làm luôn, mà chúng ta cần phải là trải qua các cái khóa học, đúng không nào? Mình làm theo cái bản năng của mình thì chắc chắn là nó sẽ không hiệu quả bằng việc chúng ta đi học hỏi kinh nghiệm từ những cái người đi trước này, hoặc là họ đã có kinh nghiệm, họ đúc rút sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc là làm theo họ, follow những người thành công thôi, thì chúng ta có thể là đạt được cái kết quả tương tự như họ, đúng không nào? Nếu mà có thêm những cái cải biến này, cái sáng tạo của chúng ta thì tốt. Tuy nhiên thì theo lời khuyên của mình thì là những cái thời khắc đầu tiên ấy, thì chúng ta cũng không nên quá là sáng tạo làm gì. Chúng ta chỉ cần follow và làm đúng theo những gì được chỉ dẫn thôi, không cần phải thiết phải sáng tạo gì cả. Đấy, sáng tạo để sau này đã thuần thục các thứ rồi ấy, thì chúng ta mới cần phải sáng tạo thêm. Đó, thế thì mình cũng đã trải qua rất là nhiều các khóa học từ AccessJ này. Đấy, anh em làm affiliate thì cũng biết AccessJ là một cái network, đúng không ạ? Network khá là nổi tiếng. Thế thì trong cái trang AccessJ này nó cũng có rất là nhiều khóa học free dành cho anh em gọi là publisher đấy. Đấy, rất là nhiều. Mọi người có thể vào trang của AccessJ để học những cái khóa học của họ. Tất nhiên là khóa học của họ thì chủ yếu là dạy để làm affiliate trên cái nền tảng AccessJ này thôi ha. Sau đó thì các bạn có thể học thêm các cái khóa bổ trợ như là ở trên KT City này, Unica này, Edumon này, hay là các cái nền tảng giáo dục ha. Chúng ta muốn học bất kỳ thứ gì thì chúng ta có thể lên đó. Ví dụ như lên trang kt.city chẳng hạn, thì đây là một trang của Thế Khương. Đó, KT là Thế Khương ấy. Thế Khương là một dân MMO xuất sắc trong thị trường Việt Nam, đúng không nào? Thế thì các bạn muốn học affiliate thì đánh affiliate vào. Đó, affiliate vào. Là có rất là nhiều khóa học affiliate đây, tiếp cận và bắt đầu tạo thu nhập với affiliate tại nhà này. Khóa học affiliate Shopee này, đó, có học super affiliate này, rất là nhiều khóa học mà chúng ta có thể là đăng ký và học được, đúng không nào? Thế thì mình cũng đã học một số các cái khóa như thế này rồi. Ngoài ra thì không biết là trong kênh YouTube của mình thì có bạn nào học S Group năm ngoái không ạ? S Group của Huy Trọng ấy, Huy Trọng Minh Tâm Hoàng Nam ấy, thì cũng lĩnh hội được khá là nhiều kiến thức. Thế thì đó, các khóa học mình đã trải qua là như vậy. Nhưng mà chiến lược mà họ dạy ấy, chiến lược và những cái khóa học trên AccessJ, KTCT dạy ấy, thì mình thấy một cái chiến lược đó là
tặng quà, trao giá trị. Tức là mình vào các cái group Facebook này, vào các group Zalo này, vào các cái hội nhóm này, mình phải tặng quà đúng không? Mình phải sưu tập quà đúng không? Mình phải đóng gói lại những video, đóng gói lại những ebook, hoặc là chia sẻ các cái kinh nghiệm bản thân mà mình trao giá trị cho các cái hội nhóm này, tặng quà và nhắn tin với từng người. Đó, nhắn tin với tặng người, tặng quà, tức là mình đăng là ai muốn nhận quà này thì nhắn tin cho tôi, đúng không nào? Thế là ai có người nhắn tin cho mình lại phải nhắn tin cho người đó, đúng không? Rất là mất thời gian, kết nối với người lạ thì khá là khó khăn. Mình phải có một chút cái uy tín trong cộng đồng thì chúng ta mới có thể kết nối với người lạ được. Thế thì sau một thời gian đi học ấy, thì có các cái hình thức như vậy thì mình thực sự phải nói là chúng ta tuyệt đối là không làm spam marketing mọi người. Spam marketing là cái hình thức nó nguyên thủy quá, nó đơn sơ quá, nó đơn giản quá, và nó không có hiệu quả gì cả. Chúng ta không nên làm spam marketing, bởi vì là những cái nhược điểm mình nói trên này này, tặng quà trao giá trị này, rồi nhắn tin từng người, nó rất là mất thời gian mọi người. Nó rất là mất thời gian, hết người này đến người kia, đúng không nào? Một người mình phải, có khi mình phải mất 15 phút để bắt đầu hướng dẫn họ nhận quà, rồi lại mời chào, câu kéo họ vào một cái nhóm của chúng ta, đúng không nào? Rồi lại phải mất công hướng dẫn họ đăng ký tài khoản hay là xác minh KYC như thế nào đó. Thì để tuyển được một WePro bằng hình thức tặng quà, tặng quà là cái bước đầu, rồi kết nối, rồi nói chuyện, rồi OPP đấy, nó rất là mất thời gian, mà mình không có cái thời gian như vậy. Nếu các bạn là mà làm văn phòng ấy, hoặc làm công ăn lương ấy, hoặc là làm công nhân ấy, hoặc là có một cái công việc gì làm 8 tiếng ấy, các bạn sẽ hiểu đó là thời gian của chúng ta nó rất là hạn hẹp, đúng không nào? Mình đi làm cả ngày rồi thì thời gian đâu mà đi kết nối, đi tặng quà, rồi đi trao giá trị như vậy nữa, đúng không? Có thì cũng được số lượng khá là ít đó. Thế thì mình mong muốn làm cho mình cái kết quả là lớn hơn, đúng không nào? Mà không cần phải bỏ thời gian, không cần phải tốn thời gian nhiều như vậy nữa. Thế thì mình cũng tiếp tục đi tìm cho mình các cái giải pháp đó. Một số cái giải pháp mình đã sử dụng như là làm chatbot này. Chatbot là gì ạ? Chatbot tức là khi có một người nào đó bấm vào cái con bot của chúng ta, bot trên fanpage ấy, fanpage của chúng ta trên Facebook ấy mọi người, thì cái con bot này nó sẽ auto với gửi tin nhắn tự động, đúng không nào? Theo cái kịch bản mà chúng ta đã soạn sẵn, đúng không? Thế thì đây cũng là một hình thức gọi là giải pháp cho cái việc là không phải nhắn tin từng người, không phải chăm sóc từng người, và đây là một giải pháp cho số lượng lớn, đúng không nào? Hoặc là dùng landing page, đó. Landing page nó như thế là một cái công nhân của chúng ta mà làm việc 24/7 mọi người. Mình chỉ cần soạn sẵn nội dung nữa thôi, mình soạn sẵn nội dung ra vào một trang trình bày landing page rất là đẹp này, rất là bắt mắt này, rất là thu hút này, thì khi mà người ta vào cái landing page của mình ấy, thì đó, họ làm theo và coi như cái landing page ấy cũng là một cái hình thức mà chúng ta có thể chăm sóc được khách hàng luôn ha. Hoặc là giải pháp là làm chuỗi email, đúng không? Chuỗi email marketing, ví dụ như chúng ta set up mà một chuỗi 7 ngày email chẳng hạn, cứ đúng giờ đúng ngày là nó sẽ gửi cho chúng ta, đúng không mọi người nào? Nó sẽ đúng ngày đúng giờ, nó sẽ gửi cho chúng ta theo cái tệp danh sách mà chúng ta đã thu được, đúng không nào? Ví dụ như là đi tặng quà, nhưng mà mình nâng cấp cái việc đi tặng quà lên, đó là các bạn muốn sử dụng quà thì các bạn hãy để lại email tại đây nhé, tức là một loạt 100 cái comment thì người ta để lại 100 cái email, thì chúng ta có thể dùng là phần mềm gì ạ? Phần mềm quét email, phần mềm mà lọc ra những cái email đã comment, và chúng ta add hết 100 cái email đấy vào trong cái phần mềm gửi tin nhắn, gửi email tự động, đúng không nào? Nếu mà các bạn đã trải qua thì biết đó là phần mềm GetResponse rất là nổi tiếng. Ai muốn sử dụng thì có thể lên mạng này tìm GetResponse. Đó, GetResponse đến như nào mình quên rồi, mình đánh ở đây xem nó ra như nào nhé. GetResponse đây, mọi người lưu cái từ khóa này này. GetResponse đây là phần mềm email marketing khá là phổ biến và thông dụng trên thế giới ha. Bạn nào mà muốn sử dụng
email marketing thì có thể nghiên cứu làm cái phần mềm này ha. Cái giải pháp tiếp theo mà mình đã tìm ra đó là làm kênh video, kênh video, kênh YouTube, kênh TikTok, các cái dạng kênh video thì mình có thể hướng dẫn họ, đúng không ạ? Một người ví dụ như là họ muốn đăng ký tài khoản thì chúng ta gửi video đăng ký tài khoản cho họ thôi, chúng ta không cần phải mất công từng người nữa, đúng không nào? Ví dụ như họ muốn mình tuyển họ vào một cái dự án gì đó chẳng hạn thì mình quay review hướng dẫn họ từng bước một để có thể là tham gia được cái dự án đấy, thì mình chỉ cần gửi cái playlist đăng ký dự án cho cái người mà chúng ta muốn tham gia thôi, người họ muốn tham gia thôi, mình gửi cái playlist và họ làm theo thôi, chứ mình không phải mất công là từng người một mình hướng dẫn cụ thể nữa, làm một lần và hướng dẫn được nhiều lần, đúng không nào? Hoặc là cái kênh tiếp theo nữa là cái kênh group, đúng không mọi người nào? Và cái kênh group đó, tức là tất cả những ai liên quan thì mình add hết vào một group và mình gửi tin nhắn đúng không nào? Toàn bộ cái group đấy thì sẽ nhận được cái hướng dẫn của chúng ta hoặc là các cái dự án của chúng ta, đúng không nào? Thì toàn bộ những cái này có thể gọi là phễu được mọi người, phễu marketing đó. Phễu marketing là gì ạ? Là cái phễu mà đựng chứa được những cái khách hàng mong muốn của chúng ta. Như Sơn đã nói rất là kỹ ở bài trước rồi đấy, phễu marketing Sơn đã nói rất là rõ ở cái bài là ngừng tuyển referral theo cách cũ mà hãy sử dụng phễu đó mọi người. Thế thì đây hoàn toàn là những cái phễu mà chúng ta có thể sử dụng được: chatbot này, landing page này, email marketing này, video này, group này đó. Thì khi mà một khách hàng của chúng ta đã join vào phễu của chúng ta ấy, thì có thể nói là cái khách hàng đấy đã thuộc sở hữu về chúng ta, đúng không nào? Đó gọi là traffic sở hữu. Traffic sở hữu là một cái loại traffic rất là tuyệt vời. Nó khác với cái nó khác với cái việc là traffic mà không sở hữu được. Traffic không sở hữu là gì ạ? Traffic không sở hữu là cái việc mà khi mà chúng ta tuyển xong một referral, chúng ta bán được hàng xong thì họ lại bỏ chúng ta, họ đi mất và chúng ta không biết họ là ai cả, đúng không nào? Ví dụ đi, thì nếu giả sử mình là trường hợp là mình là một khách hàng nhé, mình muốn mua một chai mật ong đi, thì mình lên mạng ghi là mật ong, đúng không nào? Mật ong đó, thì đây mình sẽ click vào cái quảng cáo này mình mua, đúng không nào? Ví dụ mình click vào cái quảng cáo này mình đặt đó, mình đặt mua. Thế thì sao ạ? Cái người mà bán cho mình có biết mình là ai và lần sau họ có tiếp thị lại cho mình không ạ? Không, đúng không nào? Rất là khó, đúng không nào? Thế thì cái việc mà mình mua hàng và họ không biết mình là ai và họ không tiếp thị lại được và họ cũng không sở hữu được cái gì của mình, không biết được email của mình, đúng không nào? Thì họ chỉ có cái địa chỉ của mình, số điện thoại của mình để họ ship hàng thôi, chứ còn cái danh sách của họ, khách hàng thì họ không có được, đúng không nào? Thì thế gọi là traffic mà chúng ta không sở hữu được, họ không sở hữu được cái mình là traffic, là khách hàng của họ, đúng không nào? Thay vì cái việc đấy thì chúng ta nên làm là gì ạ? Là chúng ta phải sở hữu được cái traffic sở hữu. Khi mà một người đã chui vào cái phễu của chúng ta thì họ mãi mãi nằm ở đấy, và mình muốn đưa một cái thông tin, luồng thông tin gì đấy cho họ thì mình hoàn toàn có thể là bắn cái tin tức đấy ra cho họ bất kỳ lúc nào mà chúng ta mong muốn ha. Và trong cái quá trình mà mình sử dụng các cái hệ thống phễu này này, chatbot, landing page này, chuỗi email, email marketing này, kênh video này, group này, thì mình thấy ấy, đó là các cái phễu hiệu quả nhất bây giờ mà chúng ta có thể sử dụng được, đó là cái group Zalo và email. Group Zalo nó khác group Facebook và group Telegram nha mọi người. Mình nói đi nói lại, nó đi nói lại để những cái bạn mà có thể xem video này hoặc là lại chưa xem video trước thì có thể nắm được. Đó là cái group Zalo nó khác cái group Facebook và group Telegram, đúng không nào? Group Facebook mọi người có thể tưởng tượng là ví dụ mà Facebook có group 100.000 member đi, thì khi mà chúng ta đăng một cái trạng thái gì đấy lên thì bị bóp tương tác rất là lớn, tức là một group 100.000 member nhưng mà không tương tác này, không hoạt động này, thì có khi á là chỉ có tầm 100 người nhìn thấy được cái bài viết mà chúng ta đăng lên thôi. Hoặc tệ hại hơn đó là có những cái group gọi là bị chết tương tác các mọi người, rất lớn thành viên nhưng mà đăng không có ai tương tác, không có một like nào luôn, không có một like nào luôn đấy mọi người. Bên cạnh group Facebook có thể nói đến là group Telegram, đúng không ạ? Group Telegram thì sao ạ? Group Telegram thì số lượng thành viên rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng
nhưng có một cái hạn chế đó là số lượng lớn, tin nhắn nhiều, nhưng khi mà chúng ta bắn ra một tin thì nó trôi rất là nhanh, đúng không nào? Nó trôi rất là nhanh, có thể là 5-10 phút sau là mình đã bị trôi lên khoảng vài nghìn cái tin nhắn mới rồi. Nếu mà các bạn rồi Telegram, các bạn sẽ hiểu cái điều đó ha. Và cái tình trạng mà bị add vào các cái group Telegram mà spam ấy, ảo ấy, thì nó rất là nhiều. Một người có thể bị rơi vào tầm 200 group thì làm sao mà họ nhớ đến cái thương hiệu của mình được, đúng không nào? Với cả là khi mà chúng ta bắn tin gì ra thì toàn bộ thành viên không nhận được, không có cái tác ôn thành viên được, đúng không nào? Không có cái tác ôn thành viên được thì các thành viên trong group Telegram đấy cũng không nhận được tin nhắn của chúng ta, đúng không nào? Và một cái điều nữa ở Telegram bị hạn chế ấy, đó là người dùng Telegram ấy thì thường hay tắt thông báo, mọi người để ý xem. Bởi vì là sao ạ? Các group nó quá nhiều tin nhắn nên là nếu mà để thông báo thì mình sẽ bị spam liên tục, đúng không nào? Điện thoại 1-2 giây lại nhảy một cái thông báo thì làm sao mà chịu được. Vậy thì người ta sẽ tắt cái thông báo đi, đúng không nào? Khi nào họ có thời gian thì họ mới mới truy cập vào Telegram để đọc thôi. Mà đọc thì nhìn như một ma trận này thì chúng ta khó mà nắm bắt được tin tức ha. Đó, thế thì mình thấy đó là cái kiểu hiệu quả nhất hiện nay mà mình đang sử dụng đấy, đó là cái kiểu group Zalo và kiểu email marketing ha. Hai cái này thì rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Email thì nó nâng cấp một tí, email thì nó khó hơn một xíu so với group Zalo. Group Zalo thì chúng ta chỉ cần phải là lên tạo nhóm Zalo đông thành viên là được, và chúng ta sở hữu được cái kỹ năng kéo nhóm Zalo là ok ha. Đó, vậy làm sao để sở hữu được cái kỹ năng kéo nhóm Zalo đây thì mình cũng đã nói qua rồi, đúng không ạ? Có hai cách, đó là kéo bằng cơm, chạy bằng cơm đấy. Đấy, mọi người có thể xem cái video của Sơn, đó là kéo Zalo chạy bằng cơm này. Chạy bằng cơm là gì ạ? Là chạy bằng tay, là chạy bằng chính công sức, sức lực của mình, đúng không nào? Mình bằng một cách nào đấy, chúng ta không mất tiền, đúng không nào? Chúng ta đi tặng quà, đúng không nào? Tặng quà nhưng mà phải tặng quà có chiến lược nha. Tặng quà không phải là tặng quà một cách bừa bãi được thì nó cũng không có gì là nghệ thuật ở đây cả. Đó, thì mọi người có thể xem cái video kéo nhóm Zalo này của Sơn với cả cái có 100 group Zalo này, thì mình tin rằng là hai video này rất là chất lượng để mọi người có thể xem và làm theo ha. Và đó, ngoài cái chạy bằng cơm ra, chúng ta phải bỏ thời gian và công sức ra, thì có một cái đó là chạy bằng phần mềm. Và bây giờ mình đang hướng tới cái là chạy bằng phần mềm này. Chạy bằng phần mềm là gì ạ? Đó là chúng ta soạn sẵn cái content, soạn sẵn các cái nội dung mà chúng ta có thể đi chia sẻ, đúng không nào? Và chúng ta kích vào cái phần mềm, kích vào phần mềm. Ví dụ như Sơn có cái phần mềm này, kích vào phần mềm. Đó, đăng nhập, kích vào phần mềm, đăng nhập. Có rất là nhiều cách để kéo nhóm này. Đây, chúng ta có thể đăng vào bài vào profile này, đăng vào group này, group mục tiêu đấy mọi người, đăng bài vào group mục tiêu này, tham gia nhóm rồi lại đăng vào nhóm mục tiêu này, messenger là nhắn tin cho từng khách hàng mục tiêu này, auto comment là ghép từng cái comment của khách hàng mục tiêu này, và đăng pay này, đó là đăng vào các cái fanpage này mọi người, rất là nhiều. Vậy chúng ta làm sao ạ? Chúng ta chỉ cần sử dụng một trong các cái tính năng này và chúng ta bấm một click thôi, chúng ta bấm một click thôi thì nó sẽ kéo cho mình được một cái group. Thứ nhất là group Zalo, hoặc là chúng ta có thể là kéo về phễu email marketing. Vậy khi mà Sơn thực hiện cái việc bấm cái nút này ấy, thì là chúng ta đã sở hữu được cái phễu ban đầu, đúng không nào? Sở hữu được một cái group Zalo rất là hay, và Sơn đã thấy rất là nhiều người sử dụng cái phần mềm này và rất là hiệu quả. Tức là họ ví dụ như làm chứng khoán đi, làm chứng khoán, đúng không nào? Thì họ sẽ tiến hành là sử dụng phần mềm này để kéo hết các cái thành viên, đúng không nào? Từ trên Facebook về với group Zalo của họ, và họ tiếp tục chăm sóc ở bên trong group Zalo đó, và họ tiếp tục tuyển khách hàng từ đó, từ cái phễu ban đầu mà họ kéo được ha. Đó, tức là hình thức này là hình thức chạy bằng phần mềm, đúng không? Đúng nào, chạy bằng phần mềm chứ không chạy bằng cơm nữa. Mọi người có thể tham khảo cái phần mềm ở đây mọi người này, phần mềm Ninja đó, mình không giấu gì hết.
phần mềm ninja.com, có rất là nhiều. Và nếu mà mọi người cần thiết ấy, thì Sơn sẽ review từng các phần mềm này cho mọi người. Sơn cũng là đối tác của cái phần mềm ninja này, nên là nếu mà các bạn có nhu cầu mà sử dụng các phần mềm này thì cứ nhắn tin cho mình sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết tới mọi người các phần mềm này ha. Thì sau khi sử dụng phần mềm này được một thời gian đấy, thì mình đã có được cái 100 group Zalo, và bây giờ mình muốn bán cái gì cũng được mọi người. Mình muốn bán cái điện thoại này cũng được, mình muốn bán cái áo này cũng được, mình muốn bán cái xe của mình cũng được, hoặc là mình muốn tuyển referral, hoặc là mình muốn mời các cái dự án mà mình đang triển khai, thì mình đều có thể là sử dụng cái hệ thống group này của mình để có thể thực hiện. Đây Sơn cũng nghĩ đó là cái giải pháp rất là hiệu quả, nó khá là hiệu quả. Mà bây giờ đang ít người biết ấy, thì người ta có câu là trâu nhanh thắng trâu chậm, đúng không nào? Thì chúng ta bây giờ mà đang còn ít người biết cái này ấy, mà chúng ta nhảy vào chúng ta làm thì chúng ta là người tiến phong, đúng không nào? Và đến khi mọi người biết hết cái này thì chúng ta đã chiếm một cái thị phần rất là lớn trong cái mảng Zalo này rồi, thì Sơn tin là chúng ta sẽ làm hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn rất là nhiều ha. Vậy bài học rút ra trong cái buổi tâm sự của Sơn ngày hôm nay nó là gì? Thứ nhất đó là money in the deep, đúng không? Mọi người tưởng tượng này, ví dụ 100 danh sách thì đưa lại cho chúng ta một khách hàng thì chúng ta có vài trăm nghìn hoặc là một số lượng tiền nào đấy. Vậy làm sao để có được nhiều khách hàng hơn? Thì chúng ta hãy có thêm danh sách, đúng không nào? Thêm danh sách, money the lead là một câu rất là tuyệt vời. Và Sơn thấy là 5-7 năm trở lại đây trong cái ngành marketing ấy, thì cái câu money the lead này nó vẫn hoàn toàn là đúng ha, nó vẫn hoàn toàn là chính xác, và Sơn tin rằng nó sẽ còn đúng trong rất là lâu nữa, đúng không nào? Chúng ta chỉ cần sở hữu danh sách và tiền thì chúng ta lấy từ cái danh sách đó. Bài học số 2 là đã bỏ công bỏ sức ra thì phải sở hữu được cái danh sách đó. Chúng ta không nên bán hàng mà chúng ta không biết khách hàng của họ, của mình là ai, và chúng ta không sở hữu được họ, chúng ta không tiếp thị lại được họ, thì thế là dở rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm ra cái cách nào đấy mà chúng ta sở hữu được cái danh sách của chúng ta, đúng không nào? Phải sở hữu được danh sách và phải nắm giữ được khách hàng của chúng ta trong một cái hệ thống của mình, đúng không nào? Hệ thống group này, hệ thống chatbot này, hệ thống email này, đó, chúng ta luôn kết nối với khách hàng thì chúng ta sẽ luôn luôn có tiền ha. Thứ ba nữa đó là nếu là một mình mà không có đội nhóm thì nên có phần mềm hỗ trợ, đúng không ạ? Một mình thì rất là mệt lắm mọi người ạ. Nếu mà chúng ta dành thời gian đi kéo nhóm nữa thì thời gian đâu mà chúng ta đi làm công việc chính, đúng không nào? Chúng ta còn phải đi viết blog, chúng ta còn phải làm YouTube, chúng ta còn phải làm video, hay là phải edit phần mềm, phải làm công việc chính, thì cái thời gian mà chúng ta đi kéo nhóm ấy thì chúng ta dành cho phần mềm nó đi làm đi, thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và trong một video Sơn đã nói rồi, thời gian cũng chính là tiền, thời gian chính là vốn. Vậy nếu mà các bạn muốn tiết kiệm được thời gian thì chúng ta nên có cái phần mềm hỗ trợ kéo phễu cho chúng ta, và Sơn thấy rất là nhiều người sử dụng phần mềm này thành công. Sơn chia sẻ lại với các bạn ha. Đó, cái ý cuối cùng Sơn muốn nói đó là đã tuyển được một rep cho một dự án đã là khó rồi, thì phải biết làm cách nào để sở hữu được rep và tiếp tục tuyển được cho các dự án tới cho bản thân ha. Đó, tức là không chỉ tuyển rep này cho dự án này, mà cái rep này thì tuyển được cho dự án khác, và cái rep đấy đó là chúng ta vẫn phải đưa vào cái hệ thống, chúng ta tiếp tục chăm sóc, đúng không ạ? Giới thiệu một dự án A thành công thì phải tiếp tục được dự án B thành công cho cái người mà chúng ta mong đợi. Đó là cái mong muốn của chúng ta. Ok, trong cái buổi ngày hôm nay thì Sơn chia sẻ cũng tâm sự khá là dài rồi, thì Sơn hy vọng những cái điều mà Sơn tâm sự với các bạn nó giúp ích một chút gì đó để cho mọi người có cái nhìn tổng quát hơn và có cho mình một cái lộ trình rõ ràng hơn trong cái việc làm affiliate marketing trong thị trường crypto này. Đó, thì Sơn khuyên là mọi người nên sử dụng cái phần mềm kéo phễu để đi tuyển referral cho mình và sở hữu cho mình một cái hệ thống phễu, không hệ thống này thì hệ thống kia, không hệ thống chatbot thì landing page, không landing page thì email, không email thì group Zalo, các cái hình thức group khác nhau. Đó,
tâm sự của Sơn hôm nay thì cũng đến đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì các bạn hãy đăng ký kênh và like video, share để cho cái nội dung của Sơn có thể được lan tỏa tới nhiều người hơn mọi người nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.